cô thấy đi điều trị mà như không phải đi điều trị, như một đợt cô đi nghỉ dưỡng ấy. Thế này vào bệnh viện thì chẳng phải mang quần áo gì cả, chỉ cần cái người đến không thôi. Thế thì người nhà cũng không cần phải phục vụ. Cô cúi một cái thì cô thấy nhói ngay ở lưng, đau dữ dội, đau kinh khủng, đau không xoay, kiểu như bất động. Khi mà cô đau quá thế thì anh em cũng bảo là thôi bây giờ cứ chữa ở gần nhà còn tiện cho người đi thăm nom. Thế nhưng cô cũng đã chữa trên này một hai lần nhưng mà bây giờ nó cũng lại cứ đau như này. Thôi em bảo em quyết định về cái bệnh viện Hồng Ngọc. Bệnh nhân phình đĩa đệm rách bao sơ L45, L5S1. Để giảm đau và lấy lại vận động cần kết hợp tiêm ngoài màng cứng và tập vật lý trị liệu. Cô nghe thấy mọi người nói về tiêm màng cứng như thế nào đấy cô sợ lắm. Sau khi tiêm xong thì cô lại thấy quá bình thường. Thế thì cô tiêm có 2 mũi thôi mà cô đã thấy là rất là ok rồi. Thì bên vật lý trị liệu rất là chuyên sâu, 4-5 bước một buổi thôi. Cô đã cảm thấy là nó khác biệt. Cái lưng của cô đã cảm thấy là nhúc nhích, ngoảnh đi ngoảnh lại được rồi. Sau 2 ngày cô giảm được tới 70%. Ngày thứ 3, thứ 4 thì cô giảm tới 90%, 95% đi lại bình thường, vận động thoải mái, lên ngồi xuống, không vấn đề gì nữa. Hôm nay bảo về cái này các con đã sướng lắm rồi, đã bảo tối nay là làm nồi lẩu là mẹ con mình liên hoan.